Hello, hello, xin chào tất cả các anh chị đến với buổi webinar ngày hôm nay. Rất vui được nói chuyện với mấy anh chị. Để trước khi mình bắt đầu thì mình xin được phép giới thiệu. Mình tên đầy đủ là Dương Minh Thắng, hiện tên tiếng Anh là John Dương, nhưng mấy anh chị cũng đã biết mình qua mạng Facebook đó. Và mình cũng tin chắc là từ cái mạng Facebook mà mấy anh chị mới có thể ngồi trong cái webinar như bây giờ ha mấy anh chị ha. Mình ở 5 năm trước thì mình tình cờ làm quen với một cái người bạn, và cái người này chia sẻ với mình á là cổ trong cái ngày sinh nhật của cổ đã đi chơi 6 quốc gia và 6 tuần lễ. Mình cũng tin chắc mấy anh chị là khi mà mình được nghe ai nói với mình những cái như những cái việc tương tự giống như mình, thì trong hình như nói láo, nó hơi quá nổ, nó cũng vừa vừa thôi đúng không chị ha. Thì mình có đặt ra những cái câu hỏi để mình, tại vì mình nghi ngờ là một việc rất bình thường mấy anh chị nhé. Mình nghi ngờ ở vậy, cô đi nhiều quốc gia như vậy thì mỗi một cái chỗ cô tới đó, cô có chụp hình lưu niệm hay là không? Thì cô nói dĩ nhiên là có chứ, mình có chụp hình và lưu niệm đàng hoàng. Thì những cái hình ảnh của cổ đưa ra thì lúc đó mình dần dần mình bị thuyết phục mấy anh chị nhé. Và mình lại tò mò thêm nữa là không biết cô làm cái nghề gì, cô làm công việc gì mà cô có thể có được cái sự tự do về tài chính và lẫn thời gian. Thì cô nói là cô làm network marketing. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái bài của mình chia sẻ là nó không về network marketing mấy anh chị ha. Cái bài chia sẻ của mình á là nó là cái sự khác biệt giữa thói quen của một người giàu và một người nghèo. Chắc mấy anh chị nha. Ở trong cuộc đời của mình thì ai cũng đã từng có những cái câu hỏi như giống như mình đã từng đặt có những cái câu hỏi này, là điều gì tạo nên cái sự khác biệt giữa cuộc đời của mỗi con người, tại sao có những con người có những cái thành công vượt trội hơn người khác và những con người khác sống là chỉ để tồn tại mấy anh chị nha. Tồn tại đây có nghĩa là gì nha? Mấy anh chị, mình làm những công việc mình làm hiện tại ha, mình làm công việc mình hiện tại thì mình mới có được những cái kết quả mình đang có. Và nếu mấy anh chị không có thay đổi những công việc mình làm, không có thay đổi trong cái nhận thức, không có thay đổi trong cái những cái thói quen, thì chắc chắn thế nào, thì chắc chắn là 5 năm nữa và 10 năm nữa thì những cái gì mấy anh chị đang nhận trong hiện tại thì 5 năm nữa, 10 năm nữa thì cũng giống nhau, không có gì thay đổi. Và do đó mình mới xài cái chữ là một số người khác sống chỉ để tồn tại mấy chị ha. Và chắc chắn cũng đã có mình cũng cũng có anh chị đã có những cái câu hỏi, cái câu thứ ba này là tại sao rất hiếm người chịu phấn đấu và tập trung phát triển mục tiêu của bản thân, trong khi đó những người khác lại không. Mình chỉ nghĩ là đơn giản thôi, là sợ sợ mình không làm được những cái việc đó, sợ mình không có khả năng. Mình nói là trong cuộc sống này, con người mình ai thì sống cũng có mục tiêu mấy anh chị ha. Có người đưa ra tiêu là họ biết chắc chắn là họ sẽ đạt được, nhưng mà khi mà họ đưa ra mục tiêu, họ biết họ đạt được, xong rồi họ cố gắng, họ đưa ra một cái mục tiêu khá hơn, tốt, họ nghĩ họ có thể đạt được, và họ bắt đầu họ thử, họ và mình gọi là attempt, thử 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 thử. Có nhiều người nghiêm túc thì thử được 4 5 lần, làm không được thì cũng trở lại những cái việc mình làm như cũ, như là những cái việc mình biết là mình có thể đạt được nó. Nhưng mà thật sự ra một cái mục tiêu thật sự đó, nó phải là một cái gì đó mình đưa ra rồi mình không biết làm cách nào để mình đạt được nó. Từ đó mình mới bắt đầu mình phấn đấu, mình học hỏi thêm, bởi vì cái mục tiêu đó, khi mà mình đạt được nó, cái mục tiêu nó phải có cái sự tăng trưởng mấy anh chị nha. Cái sự tăng trưởng này mình mới cái cảm thấy được cái mục tiêu này nó đáng giá, và mình khi mà mình đạt được mình mới cảm nhận, mình thấy là oh wow, vậy mình gọi là sense of accomplishment anh chị ha. Khi mà mình đạt được những cái mục tiêu mà mình đưa ra, mình không biết làm sao mình đạt được nó. Và cái sự khác biệt nha, sự khác biệt giữa một cái người tài giỏi và một cái người khác nằm ở ở những cái thói quen hàng ngày thôi. Những cái thói quen này như thế nào, chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ với anh chị. Một vài thói quen tốt sẽ tạo ra cái sự khác biệt lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của các bạn ở lúc cuối cùng. Lấy một cái ví dụ nhỏ để làm rõ cái quan điểm của mình đó, là một cái thói quen tốt giống như một cái cây sồi thẳng đứng anh chị ha. Và nó khởi thủy, nó chỉ là một cái hạt giống nhỏ mình được gieo trồng vào một cái giây phút nào đó, ok.
Nếu nếu mình á, mình chăm sóc cái cây này hằng, cái hạt giống này mình chăm sóc nó hằng ngày thì nó sẽ có sự tăng trưởng. Mỗi một ngày mình vô phân, mình tưới nước thì nó càng ngày nó càng lớn lên. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mấy anh chị không vô phân, không tưới nước thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ chết. Nhưng mà nếu mà ngược thì nếu mà mấy anh chị chăm sóc nó thì đến một cái ngày nào đó cái cây này nó đến cái mức độ mà nó lớn mà mình không thể nào mình chặt được nó nữa, thì cái này nó là mình gọi là những cái thói quen tốt. Mình không nhớ là ông nào nói cái câu này, hình như là Thomas Edison thì phải mấy anh chị, mình cũng không nhớ rõ mấy chị nha. Có thể đừng cái câu này ông nói là khi con người, cái giá trị thật sự của con người khi nào cái người đó trừ ra hết những cái thói quen xấu thì lúc đó nó mới lòi ra cái giá trị thật sự của một cái con người. Mình đọc mà nó wow, hay vô cùng anh chị ha. Cho nên á, giữa những cái thói quen đó, nó sẽ chỉ rõ mấy anh chị mình đang đến gần cái mục tiêu của mình hay chưa. Ok, thói quen nó sẽ giúp mấy anh chị biết rõ mình có đến gần cái mục tiêu của mình hay chưa. Và bây giờ mấy anh chị em mình hãy cùng nhau để mình tìm hiểu về những thói quen của những người giàu anh chị ha. Thì những cái thói quen của những người giàu này á, nó là dựa trên một cái quyển sách tên là Rich Habits của ông Thomas Corley. Rich Habits là the daily success habit of wealthy individual, là những thói quen, những cái thói quen thành công ha, những thói quen thành đạt của những người những người giàu có. Okay. Thì ông ta đã dành ra 5 năm anh chị ha, 5 năm để ông nghiên cứu giữa người giàu và người nghèo khác biệt nhau như thế nào, mà những cái đối tượng của những người giàu ông đưa ra đó là những người phải làm một năm tối thiểu phải là 160.000 trở lên, cho đến 3 4 triệu, 5 6 triệu cũng có. Và cái người nghèo đó là ở cái mức lương là dưới 35.000 một năm anh chị ha. Và đặc biệt hơn nữa là những người nghèo là những người sở hữu những dòng tài sản dưới 5.000 đô. Ok. Cho nên á, những cái thói quen của những người giàu thì nó được xem như là những cái mô thức mà giúp họ để có được những cái sự thành công vượt trội hơn những người khác trong cái thời trong và để so sánh với những cái người nghèo cũng vậy nha. Và mình hãy cùng nhau để tìm hiểu về những cái thói quen này là gì. Ông nói là có thể nói là tóm gọn lại thì sự giữa người giàu và người nghèo khác biệt nhau ở chính cái thói quen, chính cái thói quen thứ nhất đó là những người giàu thì họ luôn hướng tới những cái mục tiêu của họ đã đề ra. Luôn hướng tới mục tiêu của họ đã đề ra. Người giàu không chỉ đặt ra mục tiêu hàng tháng, hàng năm, ngoài ra họ trong cái số những cái người người giàu đó là có 67% có thói quen ghi chép lại những cái mục tiêu của họ hàng ngày. Ông Thomas Corley cũng đã cho biết đó là ông nói là tôi rất ngạc nhiên trước những phát hiện, trước những gì tôi phát hiện. Tôi vẫn cứ nghĩ mục tiêu là một cái gì đó to lớn. Nhưng những người giàu không coi những cái điều ước là những cái mục tiêu mới vậy nha. Thay vào đó đó, với những người giàu thì mục tiêu chỉ thực sự là mục tiêu khi mà nó có khả năng và hành động cụ thể để đạt được nó. Và đây chính là điểm khởi đầu của những sự thành công tuyệt đỉnh. Mình phải có những cái mục tiêu nó phải rõ ràng, nó phải cụ thể và có thể đạt được. Okay. Rõ ràng, cụ thể và có thể đạt được. Thì hàng ngày mấy anh chị ha, tập trung những cái việc mình làm hàng ngày đó nó phải liên quan tới cái mục tiêu mình đưa ra, thì chắc chắn mấy anh chị sẽ dần dần đạt được cái mục tiêu của mình. Và cái thứ hai đó là biết rõ việc gì cần hoàn thành trong ngày. Người giàu có những cái thói quen liệt kê các việc cần làm trong ngày. Ngoài ra đó, có tới 67% trong cái số mà họ thường xuyên hoàn thành trong khoảng 70% danh sách cái công việc họ đề ra. Có nghĩa là gì như vậy nè anh chị ha. Mỗi một ngày mấy anh chị viết ra, mình gọi là những việc mình cần phải làm á, tiếng Mỹ nó gọi là to-do list á, mình ghi ra.
năm việc mấy anh chị cần phải làm. Thứ nhất là làm, chẳng hạn như mấy anh chị làm một cái việc gì đó để nó có thể giúp cho cái kinh doanh của mình nó phát triển hơn, thì cái việc đó là việc gì thì mấy anh chị ghi ra, và cái ngày hôm đó mấy anh chị phải làm cái việc đó. Và những người mà họ ghi ra cái danh sách như vậy thông thông thường là có khoảng 70% sẽ đạt được. Okay. Trong khi đó những người nghèo thì chỉ có 19% là ghi ra, những người giàu là 81% là họ ghi ra ha. Dựa theo cái biểu đồ mà chị thấy đó, tôi luôn viết ra một danh sách những việc cần phải làm mỗi ngày đó. Và cái thứ ba đó, cái thói quen thứ ba là ít xem tivi, ít xem tivi. Thì nói tới đây thì mình cũng nói với, cũng chia sẻ với mấy anh chị là mình cũng không phải là một người giàu, cũng không phải là một người thành đạt, mình là một người đang rèn luyện để mình có những thói quen của những người giàu này mấy anh chị ha. Và để từ đó mình tin chắc là nó sẽ giúp mình để có được một cái cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Cái này là một trong những cái xấu của bản thân mình nha mấy anh chị ha. Mình có cái thói quen đó là mình xem YouTube rất là thường, nhưng mà cũng không phải là mấy chị đừng nghĩ là ok mình xem YouTube là mình xem cái gì đó nó không có lợi nha. Mình xem là mình xem chẳng hạn như là những cái audiobook nè, mình xem những cái seminar được thâu lại nè, mình xem những cái cuộc nói chuyện của những diễn giả nổi tiếng. Nhưng cái vấn đề ở chỗ đó, mấy người triết gia này họ chia sẻ hay quá, và mình nghe có thể một lần mình nghe, mình ngồi xuống mình nghe mình xem á là nó 2-3 tiếng đồng hồ mấy chị ha. Và như vậy thì mình giết thời gian. Cái sự khác biệt nè, chỉ có 6% những người giàu họ xem các chương trình truyền hình và những cái gì đó thực tế, trong khi những người nghèo thì có tới 78% là dành thời gian để xem tivi. Ông tác giả Coley cũng đã từng giải thích đó, ông nói là điều khác biệt giữa người giàu và người nghèo là chỉ ở cái chỗ mà hai cái nhóm người này sử dụng thời gian thôi. Mà tin thực tế vẫn là thực tế, người giàu và người nghèo đều giống nhau, chúng ta mỗi con người đều được chỉ có 24 tiếng đồng hồ một ngày, cho nên mình sử dụng cái 24 tiếng đồng hồ này như thế nào nó mới tạo ra những cái kết quả mình đang có, đúng không anh chị ha. Cho nên cái người giàu thì họ sử dụng cái chuỗi thời gian của họ thông minh hơn và với những người nghèo thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi. Và người giàu thì họ ít xem tivi, họ không phải là vì họ là những người có những cái sức mạnh phi thường hay là cái điều gì đó đơn giản, mà vì họ còn có những cái thói quen khác đáng làm hơn. Tại vì thay vì họ xem tivi thì họ làm một cái việc gì đó khác anh chị ha. Mình cũng thấy trên cái biểu đồ đó là tôi chỉ xem tivi cùng lắm là 1 giờ đồng hồ mỗi ngày, và cái 23% á là họ làm cái thống kê đó, nghĩa là cái người nghèo đó chỉ có 23% là xem tivi khoảng cái độ thời gian đó. Trong ngược lại thì những cái người khác thì họ xem tivi rất là nhiều giờ. Còn người giàu thì xem tivi 1 tiếng đồng hồ hoặc ít hơn. Còn cái thói quen thứ tư á là đọc sách. Đọc đây nhưng không phải là đọc cho vui mấy anh chị ha, là người giàu thường thích đọc sách, mình gọi là reader, gọi là earner reader chẳng hạn. Những người giàu có là những người thích tìm tòi và ham học hỏi, và mình họ học hỏi họ học từ đâu thì họ học từ những sách vở chẳng hạn. Chẳng bây giờ mình đọc về cái quyển sách của nói về ông Steve Jobs, nói về cuộc đời của Bill Gates, thì có khác nào một cách gián tiếp mình được nói chuyện với hai người đó. Cho nên đây là một cách có thể mình từ từ những cái cách làm việc của họ mình có thể ngộ ra được một cái gì đó, tìm ra được những cái ý tưởng lớn để có thể giúp anh chị trong cái công việc kinh doanh mà lẫn trong cuộc sống anh chị ha. Nhưng mà họ chỉ thích đọc những cái thể loại sách nó không có hư cấu, tức là những sách viết về những cái việc thật, những
như là viết về những cái sự hoàn thiện bản thân. Bản thân mình là coi như mình rất thích những cái quyển sách nên thể loại đó anh chị ha. Chẳng hạn như đây Đời ngắn đừng ngủ dài của Robin Sharma, hay là Điều vĩ đại đời thường chẳng hạn anh chị, Đắc nhân tâm vân vân. Thì trên thực tế thì có đến 88% người giàu đọc sách khoảng 30 phút mỗi ngày, trong khi chỉ có 2% người nghèo là làm cái việc này. Cho nên mấy anh chị bây giờ mình muốn kiếm thêm tiền, mình muốn con người mình nó phong phú hơn, mình muốn gia tăng cái vốn kiến thức của mình thì bằng cách nào? Bằng cách mình phải rèn luyện bản thân thôi mấy anh chị nhé. Mình có được như ngày hôm nay mình cũng nhờ mình trau dồi, mình đọc sách, mình xem seminar, mình nghe những cái thuyết giảng về thành công học, cho nên mình mới có được cái ngày hôm nay. Cho nên mấy mấy anh chị muốn mình con người mình phong phú hơn thì hãy gia tăng cái vốn kiến thức mình thôi. Những ai không mình nói nếu mà không đọc sách được thì mình nghĩ là nó không có cái chuyện đó anh chị ha. Ai cũng đọc đọc sách được đó. Mình nếu như mà mình là biết đọc sách mà mình không đọc sách thì cũng giống như một người không người mù chữ anh chị nha. Mình nói đó hơi quá đáng, mình cũng xin lỗi. Nhưng mà bởi vì và là nếu như mà trong cái công việc hàng ngày của mình quá bận rộn tới mức độ mà mấy chị không thể nào mà dành ra được 15 phút đồng hồ cho bản thân mình nữa nha. Mình nói mình cái này là có thể nói là impossible, thì hầu như ai cũng có ít nhất 15 phút dành cho bản thân của mình nhé. Nếu như cuộc sống mấy anh chị mà không có thể nào mà dành ra được 15 phút cho bản thân mấy anh chị, cái việc này hình như mình thấy nó bị lỗi ở chỗ nào rồi mấy anh chị ha. Mấy anh chị cũng phải cần điều chỉnh lại đó. Cho nên á, nhưng mà ở cái trong cái thế kỷ 21 này, những cái phương tiện truyền thông bây giờ nó rất là hay. Nếu như mình không thể đọc nhưng mà mấy chị vẫn có thể nghe trên trên con đường mấy anh chị đi đi làm đó, mấy chị cũng thay vì nghe nhạc thì mình nghe sách nói. Cái nói tới đây thì mình rất là thích cái câu của Brian Tracy, là một trong những người hùng của mình mấy anh chị ha. Ông nói là university on the go, university on the go. Một cái người học, mình không biết chính xác bao nhiêu giờ, mình chỉ có thể tự tính nha. Mình coi như là học 4 năm đại học để mình ra một cái bằng cử nhân, bằng bằng bachelor mấy chị ha. Là mỗi một học kỳ mình trung bình mình học là khoảng 4 lớp. 4 lớp nghĩa là một tuần lễ mình đi học 4 lớp. Và một cái lớp như vậy nó có thể là 3 tháng hoặc 4 tháng. Mỗi một lớp mấy anh chị học như thế nào? Mấy anh chị học khoảng 2 tiếng, có thể là 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Thì nếu như một con người ha, mình đi làm, mình chẳng hạn như mấy anh chị lái xe nửa tiếng đi làm rồi nửa tiếng về nhà, thì có khác gì mấy anh chị nếu mà mở sách nói ra mình nghe, là giống như là mình đã có 1 tiếng đồng hồ trong lớp, và 4 năm sau là có một cái bằng cử nhân, thêm 2 năm nữa thì mình có cái bằng gì mấy anh chị ha, tiến sĩ, và thêm 2 năm nữa thì mấy anh chị thế nào, có bằng thạc sĩ đúng không? Cho nên đây là một cái rất là hay, một cái phát minh thật sự là rất là vĩ đại của mình, gọi là University of the Go. Mấy anh chị cũng có thể vừa tập thể dục, mình vừa nghe sách nói, thay vì mình nghe nhạc, hãy gia tăng cái vốn kiến thức để con người mình phong phú hơn. Cái số 6 là quyết tâm để thể hiện cả mức tốt hơn ở nơi việc làm. Ok, quyết tâm thể hiện mức tốt hơn ở nơi việc làm. Cái này mình biết hơi dư chữ anh chị ha. Rất ít người có thể làm cái việc này nha, nghĩa là cái này là cái sự giằng co giữa người chủ và người làm, chủ và người làm. Cái người chủ ha, người chủ anh chị nha, cố gắng trả ít lương hay là trả vừa đủ để cái người làm không không nghỉ làm, và cái người làm này đó là làm vừa đủ để cho cái người chủ đừng có đuổi mình. Mình chỉ thấy cái chữ giằng co, như là cái người làm không bao giờ làm hết sức mình, làm hơn cái việc mình đã được 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 giao, luôn luôn làm vừa đủ để nghĩ là ok, ông chủ mình chỉ trả lương mình bao nhiêu đó, mình chỉ làm bao nhiêu đó, rồi ông chủ cũng trả lương mình bao nhiêu đó để vừa đủ để mình không nghỉ.
mình chỉ làm vừa đủ để mình không không bị ông chủ đuổi mình chị ha. Cho nên á, có tới 86% người giàu thì thường làm việc ít nhất là 50 giờ mỗi tuần, và chỉ có khoảng 6% như 6% trong cái số họ cảm thấy là họ không thoải mái vì điều đó. Nhưng mà ngược lại, người nghèo á thì có 43% là làm ít ít nha, ít như là dưới dưới 50 tiếng mỗi tuần mỗi ngày, và đó chính là cái sự khác biệt. Tây cái phần số 7 là không bao giờ mong muốn trúng số, không bao giờ mong muốn trúng số. À, nhưng mà nói tới đây thì mình nghĩ cái này nó không biết như thế nào, mình nghĩ là con người thì ai cũng mong muốn trúng số chứ không phải là không mong muốn trúng số, nhưng mà họ không có đặt cái vận mệnh của họ vào trong một cái tờ vé số, nghĩa là họ luôn luôn phấn đấu đạt được những gì họ muốn. À, nghĩa là nói như vậy không có nghĩa là người giàu họ chỉ biết giấu tiền của họ trong những cái két sắt cho an toàn. Ông tác giả Colin có biết á, là phần lớn họ những người doanh nhân đó, họ thường dồn tiền vào những cái thương vụ làm ăn và đối mặt với những cái mạo hiểm tài chính. À, bởi vì họ hiểu rằng nha, họ hiểu rằng đầu tư và bắt đầu làm tiền là đâu nha, okay, xin lỗi, để mình nói cho đúng đúng nha. Đầu tư và bắt tiền làm việc cho họ. Okay. Bởi vì họ hiểu rằng đầu tư và bắt tiền làm việc cho họ, chứ họ không phải làm việc vì tiền mà họ bắt tiền làm việc cho họ. Và cái đó là cái sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Cái số 8 anh chị ha. Số 8 là thường xuyên theo dõi cân nặng. Ở cha, bản thân cái này là đối với mình là hơi tệ. cũng hình như là 4 tháng rồi mình chưa có cân là mình nặng bao nhiêu ký hay bao nhiêu pound vậy ha. Người giàu thì có cái thói quen là họ luôn đề cao các vấn đề sức khỏe. Cái này là cái việc mình đồng ý nha. Mình không có theo dõi cân nặng mình thôi, chứ mình không phải là mình không có theo dõi cái sức khỏe mình mấy chị nha. Bởi vì mình tin tưởng rằng nếu như mình không có sức khỏe thì mình sẽ không bao giờ làm được bất cứ việc gì. Do đó mình theo dõi sức khỏe của mình. Dĩ nhiên mà nói tới đây thì mình cũng nên theo dõi cái cân nặng của mình nên xem là mình cái vòng hai của mình á, nó đang bự ra hay là nó nhỏ lại. Mình nhớ một cái câu mà mình làm mình nhớ luôn tới bây giờ, mình vừa nghe cái câu này là mình nhớ liền lập tức luôn á, nó là vòng bụng to ra thì vòng đời nhỏ lại nha. Vòng bụng to ra thì vòng đời nhỏ lại, bởi vì tất cả những cái bệnh hiểm nghèo của con người mình đó là đều xuất phát từ mỡ nội tạng, cái lớp mỡ phía ở ở ở bụng dưới bên chị đó. Một hôm hôm khác thì mình sẽ nhờ một cái chuyên gia dinh dưỡng có thể chia sẻ với anh chị về cái sự hiểm họa của cái mỡ nội tạng này. Còn người giàu đó thì họ luôn đề cao các vấn đề sức khỏe anh chị nha. Một trong những số người tham gia trong cái cuộc khảo sát của ông Coley đó thì có một người là ông 68 tuổi và ông có tổng tài sản là 78 triệu đô mấy chị nha. Và khi được hỏi đó vì sao ông vẫn chưa nghỉ hưu á, thì cái người triệu phú này trả lời rằng tôi chăm chỉ tập luyện mỗi ngày và ăn uống chừng mực suốt 45 năm qua, bởi tôi biết những năm cuối sự nghiệp mới là lúc tôi kiếm được nhiều tiền nhất. Ôi cha. Nên chị nghĩ nè, nè, mình đọc lại câu này nha, mình rất thích luôn nha. Tôi chăm chỉ tập luyện mỗi ngày và ăn uống chừng mực suốt 45 năm qua, bởi vì tôi biết những năm cuối sự nghiệp mới là lúc tôi kiếm được nhiều tiền nhất. Mình không có những cái sự nghiệp vĩ đại giống như những người này, nhưng mình có những cái việc đơn giản mà mình có thể lấy cái ví dụ mà chị có thể hiểu được cái ý này nè. Mình chỉ mở ra một cái tiệm nail. Ok, có thể bắt đầu là hai vợ chồng làm trong tiệm nail này, sau đó cái mình mời những anh chị em trong gia đình mình phụ, có thể từ hai người ba người gì đó, rồi bắt đầu mình mới mướn thêm một vài người nữa trong một thời gian sau. Tự nhiên là từ một tiệm hai thợ
lên tới 5 thợ, rồi mình mướn thêm những người ngoài nữa là 7 thợ, 8 thợ, 10 thợ. Thì trong cái quá trình mình có thể lên từ 2 thợ mà lên tới khoảng 18 hoặc là 20 thợ đó, thì nó cần một cái thời gian đó anh chị ha. Nó không có xảy ra trong một ngày một bữa được. Thì nó có thể là 5 năm, có thể là 10 năm. Nhưng mà rõ ràng là mấy anh chị biết chắc chắn là một cái tiệm 2 thợ và một cái tiệm 20 thợ là cái tiệm nào kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà mấy anh chị không có chăm chăm lo cái sức khỏe của mình, thì khi mà mình cái tiệm của mấy anh chị ở cái điểm coi như là đỉnh cao của cái sự nghiệp mấy anh chị, là mình lên tới 20 thợ, hoặc là mấy anh chị có thể từ một tiệm ra 2 tiệm, ra 3 tiệm, ra 4 tiệm, là một cái chuỗi tiệm neo 10 mấy tiệm, thì lúc này là lúc cái sự nghiệp của mấy chị lên đỉnh cao. Mà mình không có sức khỏe thì làm sao mình quản lý, mình làm được những cái việc này. Cho nên chăm sóc sức khỏe là điều rất quan trọng. Ông bà ta mình cũng đã từng khuyên ha, khi mình có bệnh thì dĩ nhiên mình phải chữa bệnh rồi, nhưng mà nó gọi là gì, 3 phần chữa là 7 phần dưỡng, 3 phần chữa 7 phần dưỡng. Ai làm được cái việc này ha, thì sẽ có được những thành công trong đời. Thì đây là điều chắc chắn, là bởi vì sức khỏe là vàng, mình không có sức khỏe thì mình không làm cả. Có anh chị chỉ có nằm mà mơ mộng mà muốn cái này muốn cái kia thôi anh chị ha. Và cái cuối cùng là chăm chút cho nụ cười của mình. Ây chà, cái này mình nói là rất là đúng nha. Điều này là coi như là không ai mà muốn thành công mà trở thành một cái người cô độc buồn bã không có cái gì cả. Ok, mình nhớ tới cái câu mà câu gì đây, do not be a success, cái gì đây, à đúng rồi, nhớ rồi, hãy đừng có làm một người thành công ở nghĩa địa. Đừng đừng là một người thành công ở nghĩa địa. Mấy anh chị cố gắng, cố gắng và cố gắng và cố gắng, cuối cùng mấy anh chị lên tới đỉnh cao sự nghiệp thì mấy anh chị không còn sức khỏe, và nhìn lại xung quanh mình thì mình không còn ai hết, bạn bè và gia đình cũng không còn. Và cái điều đó là một cái điều không hay, mấy anh chị đâu ai muốn một người thành công mà cô độc đâu. Nói tới đây là mình nhớ tới cái bộ phim mà Độc Cô Của Bại. Luyện tới cái đỉnh cao rồi cuối cùng nhìn lại xung quanh không còn ai. Cái đó nó không phải là một cái cuộc sống mà mình nghĩ là không phải một cuộc sống mà tất cả mọi người đều mơ. Ai thì ai trong cuộc sống này cũng đều đều rất là cần 2 thứ, thời gian và tiền bạc. Nhưng mà đừng để khi mà mình đạt được hai cái việc này nha, được như là mình đạt được cái sự tự do về tài chính, tự do về thời gian, nhưng mà không có như là mình không có những ai ở xung quanh mình hết, mình là một người cô độc, thì cái đó là không hay. Và để có những cái thành quả vượt trội này đó, chẳng hạn như là bây giờ mình mấy anh chị, nếu như mấy anh chị ha, mình là có những cái là muốn đi tìm một cái gì đó đột phá, nâng cao cái cuộc sống mình lên một cái tầm cao mới, và cảm thấy mình bị kìm hãm bởi những cái thói quen xấu và không biết làm sao sửa, cái niềm tin của mấy anh chị bị giới hạn. Khi mà mấy anh chị muốn làm một cái việc gì đó thì mình luôn nói, cái này chỉ dành cho những người thành đạt, những người giỏi hơn làm được, nó không mình không có xứng đáng để có thể đạt được những cái thứ này. Và mấy anh chị muốn khám phá, muốn tìm lại cái đam mê, cái sứ mệnh của mình là cái gì, là việc gì đó, và mình làm hết mình vì nó, thì mấy anh chị có nên ha, mình nói là nên thông qua cái đi 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 học một cái khóa, mình gọi là Renew Camp. Cái khóa này tên là Dám Thay Đổi. Thì mình sau khi mấy anh chị trải qua 3 ngày 2 đêm dự cái khóa này, thì mình tin chắc rằng mấy anh chị sẽ thấy được cái sự khác biệt là nó nằm ở cái chỗ này. Ở chỗ này, ở cái chỗ tư duy và ở thể chất. Ok, cho nên mấy anh chị hãy tự tin và nói yes, tôi muốn làm chủ vận mệnh của mình mấy anh chị ha. Hãy tự tin và nói yes, tôi sẽ là hình mẫu của là những người làm chủ cuộc đời của mình. Mấy anh chị có thể liên lạc với mình ở trang Facebook
là chị có thể lên Facebook và search cái chữ John Dương sẽ ra Facebook của mình và hãy liên lạc với mình để làm sao có thể giữ được cái buổi Renew Camp dám thay đổi này ha. Xin chào và hẹn gặp lại.